cực kỳ căng, cực kỳ căng và chấn động, và thưa cô chú anh chị, cực kỳ căng và cực kỳ chấn động nữa nha mọi người. Thì cái ông thầy Thích Nhuận Đức, cái ông thầy mõm rộng mõ hô này đã lên phát biểu một cái clip mọi người đã nghe rất là phản cảm. Vì cái vị cái ông thầy này đã nói người Khmer là miên đen đó, thì miên đen. Thì cái clip đó được cộng đồng mạng chia sẻ rất là rầm rộ thôi mọi người. Cộng đồng mạng đã chia sẻ rất là rầm rộ và đã tới tai của những người gọi là người Khmer, và người ta đã lên tiếng bức xúc về cái vấn đề này rất là nhiều. Và sau đó thì ông thầy Thích Nhân Đức này tiếp tục viết một cái lá thư gọi là xin lỗi. Nhưng mà nhiều người gọi là Khmer, người ta đã lên người ta phản ánh, và không phải riêng người Khmer của chính trị mà đặc biệt là cộng đồng mạng của người dân Việt Nam. Tại vì ông thầy Thích Nhân Đức này, ổng lên ổng phát biểu như vậy, ổng gây chia rẽ đoàn kết tình dân tộc, tình anh em của cả hai nước đó, và có những lời lẽ gọi là miệt thị người dân tộc Khmer. Dùng cái từ miên đen là rất là nặng nha mọi người. Thì cái clip đó đã gây gọi là bảo mạng luôn cô chú anh chị. Và rất là nhiều cái người mà gọi là Khmer, người ta lên nói về cái vấn đề này và bắt ông này phải xin lỗi, phải làm clip xin lỗi cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện làm clip xin lỗi như thế nào thì em mời cô chú anh chị nghe. Nghe cái anh trai này chia sẻ nè mọi người. Tao nói cho cái thằng Thích Nhuận Đức nghe nè. Đó. Mày phải làm một clip. Đúng, phải như vậy mới được. Của mày lên, mày xin lỗi dân tộc người Khmer của chúng tao mới được. Chứ mày không nên, mày viết một cái lá thư mày đưa lên như vậy là không có cái ý nghĩa gì hết trơn. Tại sao hồi lúc mày mở miệng ra, mày xem thường, mày khinh bỉ, mày chê bai người dân tộc của tao, sao mày có cái mặt của mày? Mà tại sao bây giờ mày xin lỗi mà không có mặt mày? Dân tộc của tao bắt buộc mày phải làm một clip có cái bản mặt mày đứng trước màn hình, chính miệng mày nói lời xin lỗi người dân tộc của tụi tao mới tụi tao chấp nhận, chứ không là tụi tao không bỏ qua đâu nhé. Rồi đó, thì cô chú anh chị cũng đã nghe cái anh trai này đã chia sẻ cực kỳ rồi mọi người. Thì bên người ta yêu cầu là ông Thích Nhuận Đức này phải lên làm một clip đính chính và xin lỗi toàn bộ dân người dân Khmer, đặc biệt là dân tộc của người ta. Không thể nào mà có những lời lẽ phát ngôn miệt thị như vậy được. Và ngay cả người Việt Nam của chúng ta nghe những lời mà phát biểu phản cảm của ông này thì mình cũng rất là bức xúc của chú anh chị. Cái ông này mà không biết nghĩ làm sao mà giáo hội Phật giáo cấm giảng có một năm. Và mình nói thiệt, cái ông này là phải yêu cầu ông trục xuất, ông đuổi ông ra khỏi chùa, cho về làm tứ dân. Ông này là giang hồ, giang hán chứ mà thầy bà gì cô chú anh chị. Mặc áo tu, nói giảng đạo, giảng pháp, giảng những lời mà gọi là ma mị, giảng những lời mà gọi là phản cảm, thô tục, tục tiểu. Rất là nhiều cái chương trình mà ông này giảng. Hiện bây giờ là cấm giảng ha một năm. Nhưng mà giận trên mạng vẫn còn những clip của những cái đăng tải những cái hình ảnh của ông này ngồi giảng đạo, giảng pháp. Thì mình không hiểu là giáo hội Phật giáo xử lý cái ông này như thế nào luôn. Mình rất là bức xúc luôn mọi người. Đối với cô chú anh chị chắc mình nghĩ cũng là bức xúc gấp trăm gấp ngàn lần mình, chứ không phải là riêng mình không đâu, đúng không mọi người? Và đặc biệt những cái người mà Khmer, người ta lên người ta nói, người ta buộc ông này phải lên xin lỗi, chứ không phải là tại sao như anh trai này anh chia sẻ, tại sao mà lúc mà chửi, lúc mà miệt thị người dân Khmer, người ta là miên đen, ông lên ông trừ cái mặt ông ra, ông còn chọc quê, ông cười hô hố à hả? Và giảng như vậy mà có một số phần Phật tử ngồi dưới hả họng nhăn răng ra cười thì mình không hiểu là cười cái nỗi mẹ gì nữa. Rất là bức xúc. Và những cái người Phật tử mà ngồi hả họng cười nghe ông này giảng đạo mà hả họng cười hô hố ha há là những cái mẹ này là cái gì mọi người? Cổ xí cho những cái lời giảng như vậy hả? Hay sao? Nên mình yêu cầu giáo hội Phật giáo là phải trục xuất ông này và đuổi ông này ra khỏi chùa, và phải lên làm một cái clip đính chính và xin lỗi, khoanh tay xin lỗi và sám hối trước Phật, xin lỗi dân tộc Khmer, không phải là dùng cái từ mà miên đen để miệt thị, tình đoàn kết gây chia. Những cái lời lẽ của ông này là nó ảnh hưởng rất là lớn tới dân tộc của chúng ta mọi người. Tại sao? Dân tộc là giữa hai nền văn minh văn hóa với nhau, nó giữa hai nước với nhau, mà ông này cũng làm ảnh hưởng tình anh em đó rất là nhiều, rất là phản cảm vào những cái lời bài giảng của ông này, và đặc biệt rất là xúc phạm, rất là nặng nề, dùng từ miên đen thì cô chú anh chị, còn nó cà rong cà ho cà hu gì mà hả cái họng ra cười hô hố, một cái ông thầy mình không thể nào chấp nhận được. Thì những cái bài giảng ông lúc trước thì mọi người đã nghe thấy rồi, giáo hội Phật giáo đã xử lý ông là một năm, thì một năm là không có nghĩa lý gì đối với ông này. Mình thấy xử lý một năm nhưng vẫn còn lên mạng chia sẻ những clip, và đặc biệt giáo hội Phật giáo buộc ông này, buộc những cái clip này tuột xuống hết, không để mạng xã hội, và phải làm một cái clip ngồi đính chính sám hối
phân tay cúi đầu xin lỗi cho người dân Khmer, đúng không mọi người? Rất, và thậm chí bữa mình có coi một cái clip mà mình cũng có chia sẻ cho mọi người là cũng có anh Hùng Râu, anh đã tới tận hang ổ, tận chùa của ông này để nghe và để nói, để kiếm, để đối chất với ông này. Nhưng mà cái ông này ông vẫn còn giảng đạo, giảng pháp nhưng cô chú anh chị, chứ không có ngưng được đó. Thì mọi người thấy như thế nào? Mình phải cần có giáo hội Phật giáo cần phải xử lý nghiêm minh đối với cái trường hợp này của ông thầy Thích Nhân Đức. Và ông thầy Thích Nhân Quang cũng vậy, mọi người đã thấy không? Bây giờ thầy chùa Phật Quang của ông Thích Nhân Quang là bây giờ cấm quay phim, cấm chụp hình. Đó, thậm chí là có những người mà gọi điện hăm dọa, hăm me, mua chuộc những người mà quay chia sẻ clip luôn. Đó. Thì những cái ông thầy này cần loại bỏ ra khỏi chùa liền mọi người, chứ không thể nào để như vậy được, ảnh hưởng tới Phật giáo rất là nhiều luôn, và đặc biệt ảnh hưởng tới nền văn hóa của nước nhà. Không có ai mà lên giảng, một người thì giảng cách âm binh thần tướng gì đó, giảng toàn là mê, đưa vào mê muội, mê tín dị đoan. Đó, giảng vào đánh vào cái tâm lý của Phật tử là phải cúng dường. Không cúng dường thì sẽ không có phước. Thậm chí là phải cúng cúng mệnh giá lớn, cúng rất là nhiều. Đó, rất là nhiều tiền mới có phước. Thì những cái bài giảng này nó đánh vào cái tâm lý của con người rất là hoang mang và lo sợ. Và đặc biệt là cúng ông thầy Quang này với ông thầy Mừng Đức này cũng có cách phân biệt giống nhau mọi người. Ông thầy Đức này thì phân biệt là người Khmer, nó là kêu bằng Miên Đen. Còn cái ông thầy Thích Chân Quang thì giảng là ở người ở ngoài Bắc á, là có cái tính là ưa nhất tiền lẻ và tượng Phật, thì nó gây phỉ báng Phật giáo, phỉ báng đạo Phật. Hỏi cô chú anh chị, người ta cúng dường thì người ta có bao nhiêu người ta cúng bao nhiêu, chứ tiền lẻ thì chẳng gì, mà ông yêu cầu là phải cúng tiền mệnh giá cao và phải đưa chính tay ông thầy trụ trì. Đó, cúng dường là phải cúng là tiền lớn mệnh giá cao và đưa cho chính tay ông thầy trụ trì mới được, chứ không được mà bỏ vô thùng tam bảo nữa. Hỏi cô chú anh chị, rồi đi chùa là phải đi hai người, nó không có được đi một người, và cho tiền mà cúng dường đưa ông thầy thì không được tiết lộ, đưa số tiền lớn thì không được tiết lộ, thì phước đức nó sẽ nhân gấp 3, gấp 4 lần. Hỏi cô chú anh chị những bài giảng đó thì nó như thế nào? Và cái bằng tiến sĩ của ông này cũng đang được điều tra, và thậm chí là cái bằng này thật hay giả mọi người, đúng không? Trên mạng bây giờ xôn xao về những cái tình hình này. Còn cái ông thầy Đức, ông thầy Mỏ Hô này thì nói về giảng pháp, không giảng cái giảng về đi massage à, rồi mà giảng những Phật tử mặc quần bó, áo bó, giảng bài gì kỳ vậy mọi người? Mọi người, những cái Phật tử ngồi dưới hạ họng cười thì mình không biết cười cái gì, và tới nghe ông này giảng cái gì thật là bó tay luôn. Thậm chí có những cái clip mà rất là phản cảm, rất là tục tiểu mà vẫn đăng lên mạng xã hội rầm rầm rộ rộ, thì những ông thầy này là đang tu, đang giảng pháp gì? Còn ngài sư, ngài Thích Minh Tuệ, người ta động phạm tới ai cô chú chị, nhưng mà rất có nhiều người lên là chửi bới xúc phạm thầy. Mình nhìn vào hai cái hình ảnh này nó trái được nhau hoàn toàn luôn. Một người thì tu không động phạm tới ai và chỉ biết đi tu tập cái bản thân của mình, không kêu gọi cúng dường và không nhận bất cứ một đồng tiền lớn tiền nhỏ nào hết, mà vẫn bị có một số thành phần lên nó chửi ông hàng ngày hàng giờ. Còn những cái thành phần như ma tăng mà kêu gọi cúng dường, lên giảng những bài pháp như vậy, sao không ai vào nói mọi người? Giáo hội Phật giáo sao không xử lý những cái trường hợp này cực kỳ nghiêm trọng lên, nặng nề lên, chứ đâu phải xử đơn giản như vậy được, đúng không mọi người? Đó, bây giờ tình anh em của hai dân tộc bây giờ là do cái bài giảng của ông này mà mình nó sẽ mít lòng, và nó gây ra một cái hậu quả rất lớn và rất là nghiêm trọng cho nước Việt Nam của chúng ta. Mình là người Việt Nam mà mình nghe mà mình còn ức chế, mà ở chi là dân tộc Khmer của chú anh chị, dùng cái từ Miên Đen là người ta tối kỵ nhất, thật sự như vậy. Cũng như người miền Nam mình ổng dùng từ là Nam Kỳ, Bắc Kỳ rồi đó, ông thầy Thích Nhân Đức, ủa ông thầy Thích Nhân Quang, mình không thể nào mà sống phân biệt vùng miền như vậy được. Ai cũng là con người, ai cũng là anh em, ở trên một đất nước là anh em rồi, nhưng mà nước bạn là anh em tình bạn hai nước. Bây giờ là thời bình, đâu phải là thời chiến tranh đâu cô chú anh chị. Mình mới tạo cái mối quan hệ gọi là mật thiết chứ, đâu phải là gây chia rẽ như vậy. Cái ông thầy Thích Nhân Đức này là nói cái phát biểu câu này là gây chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước, đúng chưa mọi người? Người ta rất ức chế, và mà đặc biệt là người Khmer sống ở Việt Nam mình là rất là nhiều, ở vùng Trà Vinh mấy cái vùng đó là rất là nhiều luôn. Thì hỏi cô chú anh chị, ai mà chịu nổi, ai mà để cho ông này thì nói những cái lời lẽ như vậy được? Thậm chí nếu mà ông này lật bật đi ra đường là thậm chí người ta quýnh ông phụ cái mỏ ông luôn, rớt cái hàm răng hô cũng ra ngoài luôn, chứ đừng nói mà người mặc áo vô mà người giảng tào lao bá đế như vậy. Như anh Hùng Râu, anh đã tới nơi tới chỗ mà sao không dám ra gặp mọi người đó. Thì ngày hôm nay mình ức chế quá, mình muốn chia sẻ với cô chú anh chị đôi lời như vậy, và mình mong cô chú anh chị phải có những cái tiếng nói mạnh mẽ hơn, chứ không có để cho ông thầy mà Thích Nhận Đức này mà có những cái trò làm như vậy được. Và mong giáo hội Phật giáo phải nghiên cứu và xử lý, và yêu cầu ông Thích Nhận Đức này lên có một cái clip xin lỗi đính chính đàng hoàng, chứ không phải là ngồi mà viết một cái lá đơn như vậy, viết một cái lá thư như vậy, cúi đầu sám hối,
ông sám hối, ông giết bằng tay. Còn ông lên ông miệt thị người ta, ông quay clip đưa cái mặt cằn dằn của ông ra, cái mỏ hô ông ra, và Phật tử ông ngồi cười. Thì hỏi cô chú anh chị ức chế không? Thì bây giờ yêu cầu với Hội Phật giáo là phải kêu ông thầy Thích Nhật Đức này lên làm một clip xin lỗi đến chính đàng hoàng đối với người Khmer. Rồi, một lần nữa thì em cũng xin tạm dừng cái video tại đây mọi người. Nếu mọi người thấy ok, mọi người bấm một like và một chia sẻ giúp em. Rồi, bye bye mọi người.